Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Rutan Top. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Rutan Top cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của thuốc lutonov fexofenadine hydrochloride công dụng chỉ định điều trị các triệu chứng của viêm mũi dị ứng theo mùa nổi mề đay và mề đay tự phát mạn tính đối tượng sử dụng người lớn và trẻ em thể óc chỉ định của bác sĩ chống chỉ định bệnh nhân bị mẫn cảm với các thành phần thuốc Liều dùng, cách dùng. Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, 60 mg, 2 lần một ngày hoặc 180 mg, 1 lần một ngày. Bệnh nhân bị suy thận liều khởi đầu 60 mg, 1 lần một ngày. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, 30 mg, 2 lần một ngày. Trẻ em bị suy thận liều khởi đầu 30 mg, 1 lần một ngày mề đay tự phát mạn tính. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, 60mg, 2 lần một ngày. Bệnh nhân bị suy thận liều khởi đầu 60mg, 1 lần một ngày. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, 30mg, 2 lần một ngày. Trẻ em bị suy thận liều khởi đầu 30mg, 1 lần một ngày. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Người lớn tuổi, bệnh nhân suy thận, suy gan. Những đối tượng cần lưu ý trước khi dùng thuốc Lutan tốt, người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi, người suy gan, suy thận, người mẫn cảm dị ứng với bất cứ chất nào trong thành phần của thuốc, hoặc đối tượng bị nhược cơ, hôn mê gan, viêm loét dạ dày. Tác dụng phụ Tần suất xuất hiện tác dụng phụ trên nhóm người bệnh sử dụng thuốc cũng tương tự như được quan sát trên nhóm người bệnh sử dụng placebo. Tác dụng phụ thường gặp như đau đầu, hoa mắt, Chóng mặt và mệt mỏi. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú chỉ sử dụng ở phụ nữ có thai trong trường hợp thật sự cần thiết. Khuyến cáo không nên sử dụng thuốc ở phụ nữ cho con bú. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Rutan Top, đồng thời biết cách sử dụng Rutan Top sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.